Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường nhé. Và sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 3 ngày 15 tháng 9 năm 2020 và theo âm lịch hôm nay là ngày 28 tháng 7 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Tân Dậu, tháng Giáp Thân, năm Canh Tý. Và hôm nay là ngày Hắc Đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày là giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Về ngũ hành niên mệnh Thạch Lưu Mộc, ngày Tân Dậu tức Can Chi tương đồng thuộc Kim và hôm nay là ngày Cát các bạn nhé. Về nạp âm Thạch Lưu Mộc Kỷ Tuổi, Ất Mão, Kỷ Mão, ngày thuộc hành Mộc khắc với hành Thổ, đặc biệt là Tuổi, Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tỵ thuộc hành Thổ, không sợ mộc. Ngày Dậu lục hợp với Thìn, tam hợp với Sửu và Tỵ thành Kim Cục, xung với Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý và tuyệt Dần các bạn nhé. Về tuổi xung khắc trong ngày có tuổi Quý Mão, Kỵ Mão, Ất Sửu, Ất Mùi. Tuổi xung trong tháng tuổi Mậu Dần, Bính Dần, Canh Ngọ và Canh Tý. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như là sao Thiên Quý, tốt mọi việc, sao Âm Đức, tốt mọi việc, sao Sát Cống, Đại Cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao Kim Thần thất sát. Và ngày 27 tháng 7 năm Canh Tý này, ngày này là ngày ngũ hợp, cũng tốt mọi việc nhé. Các sao xấu trong ngày cũng có sao Thiên Ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao Nhân Cách, xấu đối với giá thú, khởi tạo, sao Vạn Vong, thổ kỵ, kỵ xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, khởi công, động thổ, sao Cửu Không, kỵ xuất hành, cầu tài lộc, khai trương, sao Huyền Vũ, kỵ an táng, sao Tội Chỉ, xấu đối với tế tử, tố tụng, sao Nguyệt Kiếm chuyển sát, kỵ khởi công, động thổ, sao Thiên Địa chuyển sát, kỵ khởi công, động thổ, sao Phụ Đầu Giáp, kỵ khởi công, động thổ nhé. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Tây Nam, Tài Thần hướng Tây Nam. Và tiếp theo, mời các bạn cùng đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 3 ngày 15 tháng 9 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ 3 ngày 15 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ 3 này đối với bạn tuổi Tý, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý không may khi đang gặp phải đủ mọi chuyện ngoài mong muốn của mình nhé. Ngày này với bạn tuổi Tý, bạn đang gặp ngày có ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu, cho nên bạn tuổi Tý đang bị ngăn cản đến với người mình yêu thương vì những cái lý do khó có thể nói ra đối với bạn tuổi Tý nhé. Trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tý, bạn chỉ biết nói rằng tôi là điên, có duyên mà không có phận, chẳng có thể nào vượt qua được những trùng trùng ngăn cách để đến với nhau. Dù bạn tuổi Tý, bạn có tiếc nối nhưng cũng chẳng thể nào làm trái lại được cái định mệnh của bạn tuổi Tý nhé. Và ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tý, ngày này bạn cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho cái vận trình của bạn tuổi Tý đang có cái điểm báo, có tiểu nhân ám hại, đang không ngừng phá hoại cái công việc của bạn. Bản mệnh cố gắng để giành được cái mục tiêu của mình nhưng lại bị tiểu nhân cản trở, không thể tiến bước được đâu đó bạn tuổi Tý nhé.
Và trong ngày thứ ba này, đối với bạn tuổi Tý á, bạn không nên xuất hành đi xa. Nếu như có đi xa thì hãy chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần hướng Tây Nam, tài thần hướng Tây Nam để tăng thêm cái vận may cho mình bạn tuổi Tý nhá. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim, tình cảm bị ngăn cấm. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy, nhân duyên lỡ làng. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa, tiểu nhân quấy phá. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ, công việc bất ổn. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc Mộc, cần được giúp đỡ. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng. Quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ ba ngày 15 tháng 9 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu, bạn đang gặp được ngày ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu, cho nên bạn nhận được quý nhân trợ mệnh, có được may mắn, cái vận may vây quanh mình nhé. Ngày này với bạn tuổi Sửu, gia đình thì được hạnh phúc, êm ấm, những sóng gió ngoài kia đều dừng lại trước cái cánh cửa vào nhà. Và bạn tuổi Sửu, bạn biết cách để cân bằng cuộc sống của mình nữa rồi bạn tuổi Sửu nhé. Trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Sửu, bạn có được thực thần nhập cục, cho nên cái chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán với bạn tuổi Sửu trong ngày này rất chi là thuận lợi, có nhiều cái khả năng thu được cái nguồn lợi nhuận cực kỳ là lớn. Và bạn tuổi Sửu, bạn nhạy bén nắm bắt được cái thời cơ nên không ngại để thử sức mình đâu luận. Bạn tuổi Sửu trong ngày này bạn cũng có được cái giác quan khá chi là tốt, nhập hàng đón đầu xu hướng, đó là cái ưu thế của bạn tuổi Sửu trong ngày hôm nay. Bạn hãy tận dụng cái ưu thế này để đạt được những cái mục tiêu, những cái bước tiến mới không hề nhỏ về sau này nữa đó bạn tuổi Sửu nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi Sửu, bạn có được cái báo hiệu tốt, xuất hành thì được tốt, và bạn cũng nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần hướng Tây Nam, tài thần hướng Tây Nam để tăng thêm cái vận may về tài lộc, về tiền bạc cho mình. Cái vận ngày hôm nay với bạn tuổi Sửu cũng có được quý nhân giúp đỡ, xuất hành thì cũng được thuận lợi. Theo khổng minh, hôm nay xuất hành thì được tốt, lúc về cũng tốt và được người giúp đỡ bạn tuổi Sửu nhé. Về tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, tình cảm dạt dào. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, nhân duyên vượng sắc. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, làm ăn phát đạt. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, tiền bạc không thiếu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, tài lộc ùn ùn kéo tới đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu. Quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ ba ngày 15 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dần đang có được chính ấn chiếu mệnh, cho nên bạn tuổi Dần có được nhiều cái cơ hội để thăng quan tiến chức trong ngày hôm nay. Công việc của bạn tuổi Dần tiến triển đúng như cái dự kiến mà thành công đang chờ đợi bạn ngay ở phía trước đó bạn tuổi Dần nhé. Nhưng trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Dần, bạn lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc, mặc dù cái con đường công danh sự nghiệp của bạn được rất chi là thuận lợi, nhưng con đường tình duyên của bạn lại khá chi là trắc trở. Đối với những người còn độc thân, mãi mê gây dựng sự nghiệp mà không hề quan tâm tới cái chuyện tình cảm nữa đó bạn tuổi Dần nhé. Và bạn tuổi Dần
Bạn cần phải cân nhắc lại cái cuộc sống của mình. Bạn không thể sống với cái công việc cả đời được. Hãy tìm thêm cái niềm vui và hạnh phúc cho mình. Có người để quan tâm và chăm sóc cũng là một cái loại hạnh phúc với mình, bạn Tử Dần nhé. Và ngày này với bạn Tử Dần, nếu như bạn xuất hành đi xa thì nên chọn những cái hướng tốt, hỷ thần, hướng Tây Nam, tài thần, hướng Tây Nam để tăng thêm cái vận may cho mình đó. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy, tình cảm mâu thuẫn. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa, đánh mất cơ hội. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ, công danh được thăng tiến. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, được cấp trên yêu ái. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, tìm thấy được mục tiêu nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 4, số 8. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ ba ngày 15 tháng 9 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Mão, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão, bạn đang phải đối mặt với nhiều cái sóng gió trong cái cuộc hôn nhân của mình nhé. Ngày này với bạn tuổi Mão, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu. Cho nên bạn đang có cái điềm báo, có cái sự hiểu lầm xảy ra khiến cho đôi bên nảy sinh mâu thuẫn với bạn tuổi Mão nhé. Ngày này, đối với các bạn còn độc thân thì có nhiều áp lực từ phía gia đình khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi. Bản thân bạn chưa sẵn sàng để bước chân vào cái mối quan hệ mới nhưng lại bị bắt đi xem mặt giới thiệu. Trong ngày thứ ba này, đối với bạn tuổi Mão, ngày này bạn lại đang gặp được ngày có thiên ấn ở bên, cho nên công việc của bạn tuổi Mão trong ngày hôm nay lại trở nên suôn sẻ, thuận lợi hơn rất chi là nhiều. Cái con đường công danh, sự nghiệp của bạn tuổi Mão cũng đang trên đà được thăng tiến. Và bạn tuổi Mão, bạn cần phải tập trung hơn nữa cho công việc của mình để không bỏ lỡ cái thời cơ thăng tiến bạn tuổi Mão nhé. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, tình cảm mâu thuẫn. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, có nhiều xung khắc. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, công việc nhiều ngã rẽ. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, bạn cần nắm bắt cơ hội phát triển. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, sự nghiệp lên hương luận. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 2, số 9. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương. Quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ ba ngày 15 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ ba này với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang có được báo hiệu, bạn có nhiều cái cơ hội gặp gỡ người khác phái nhá. Ngày này với bạn tuổi Thìn, bạn đang gặp được ngày ngũ hành Dậu Thìn nhị hợp. Rất nhiều khả năng với bạn tuổi Thìn sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp với mình trong ngày hôm nay ở những cái buổi tụ họp bạn bè đối bạn nhé. Nhưng trong ngày thứ ba này đối với bạn mệnh tuổi Thìn, bạn lại đang gặp ngày có thương quan nhập mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Thìn rất có thể sẽ mất tập trung do cái chuyện tình cảm đang xen vào. Bạn mệnh cần phải xem xét lại cái thái độ làm việc của mình, chuyện nào ra chuyện đó, đừng để tình cảm ảnh hưởng tới công việc của mình bạn tuổi Thìn nhé. Ngày này với bạn tuổi Thìn có nhiều cái vấn đề phát sinh khiến cho bạn tuổi Thìn càng phần nào thêm bối rối, chưa có kinh nghiệm xử lý trước đoạn. Và bạn tuổi Thìn, bạn nên biết cách để hoàn thành mọi việc đúng như giao hẹn. Có thể xin ý kiến từ những người đi trước và ý kiến của cấp trên nữa bạn tuổi Thìn nhé.
Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, tình cảm được thăng hoa. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, công việc sa sút. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, nhiều vấn đề phát sinh. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, chưa có đủ kinh nghiệm. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, say đắm vì tình yêu đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi giàu, tuổi thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ 3 ngày 15 tháng 9 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ 3 này đối với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tỵ trong ngày này, tình duyên thì được vượng sắc, nhưng cái nguồn tài lộc của bạn lại không được may mắn như vậy nhé. Ngày này với bạn tuổi Tỵ, đào hoa đi theo quý nhân tam hợp giúp đỡ cho bạn nhanh chóng đi đến cái quyết định hôn nhân. Dù sao, bạn thấy tình yêu cũng đã chín muồi với mình rồi. Người ngoài thì thấy nhanh, nhưng với bản thân của bạn tuổi Tỵ thì đủ hiểu rằng mình đã dành nhiều thời gian để cân nhắc cái việc này. Và bạn hãy cứ làm theo những cái điều trái tim mình mách bảo, bởi hạnh phúc thực sự chẳng chờ ai cả đâu bạn tuổi Tỵ nhé. Nhưng trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tỵ, bạn lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này cảnh báo cho bạn tuổi Tỵ, bạn nên bình tĩnh, đừng để niềm vui và hạnh phúc trong tình yêu khiến cho cái việc mình mù quáng trong các cái lĩnh vực khác, nổi cơn mua sắm bất thình lình mà tiêu pha nhiều quá mức cho phép với mình. Trong ngày này với bạn tuổi Tỵ cũng không thuận lợi cho cái việc xuất hành đi xa. Nếu như phải đi xa thì bạn nên chọn những cái hướng tốt, hỷ thần, hướng Tây Nam, tài thần, hướng Tây Nam để hạn chế những cái rủi ro với mình, bởi bạn đang có cái điềm báo hao tài tán của trong ngày. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, tài lộc hư hao. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, tình yêu hỏa cửa. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, hạnh phúc ngập tràn. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, tin vui báo về. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, nên thận trọng khi chi tiêu nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ 3 ngày 15 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ 3 này đối với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy rằng cái vận trình của bạn tuổi Ngọ, bạn cần phải dựa vào chính bản thân mình, chứ chẳng thể trông chờ vào bất cứ ai trong công việc của mình cả nhé. Bạn tuổi Ngọ, bản thân bạn phải chịu trách nhiệm với việc mình làm nữa. Trong ngày thứ 3 này với bạn tuổi Ngọ, bạn cũng đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này làm cho cái công việc của bạn tuổi Ngọ rất chi là tốt, có kế hoạch cụ thể cho từng cái chi tiết nhỏ nhặt. Bạn hành động dứt khoát và quyết đoán, không để mất nhiều thời gian lãng phí vô ích nữa. Nhưng trong ngày này, bạn lại đang gặp ngày có hỏa kim bất dung. Cái điều này làm cho các phương diện của bạn tuổi Ngọ lại không được tốt cho lắm. Con đường tình duyên của bạn mệnh khá chi là ảm đạm. Đối với những người còn độc thân, đang để cho cái tôi của mình lên quá cao mà không biết nhún nhường, nên khó lòng khiến cho đối phương cảm thấy ấm áp và bình an khi ở bên cạnh bạn, đó bạn tuổi Ngọ nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim, đào hoa kiếm sắc. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc thủy, công danh được thăng tín. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa, có nhiều vấn đề phát sinh. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ, tình cảm không được như ý. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, công việc tiến triển tốt. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao,
tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng. Quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi dần. Tử vi tuổi mùi thứ 3 ngày 15 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ 3 này đối với bạn tuổi mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mùi, bạn đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cho nên cái con đường tài lộc của bạn tuổi mùi trong ngày hôm nay được thăng cấp cực kỳ là nhanh chóng nhá. Cái chuyện làm ăn buôn bán với bạn tuổi mùi được phát triển khá chi là nhanh, nhờ đi đúng hướng, đúng đường đón đầu nữa rồi. Trong ngày này đối với bạn tuổi mùi, bạn lại đang gặp ngày thổ sinh xuất cho kim. Cái điều này cho thấy bản mệnh tuổi mùi đang bị người ấy giận hờn, trách móc khi không có đủ thời gian để dành cho gia đình. Bạn mãi mê với cái chuyện làm giàu nên bận rộn cả ngày cũng không hết việc với mình. Và bạn tuổi mùi, bạn nên nhớ rằng gia đình là cái điều quan trọng nhất. Bạn kiếm tiền suy cho cùng chẳng phải để cho những người thân yêu nhất của mình mà có được cái cuộc sống tốt đẹp hơn hay sao? Hãy để cho họ có cái niềm vui mỗi ngày, bạn tuổi mùi nhé. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc kim, tình cảm phôi phai. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc thủy, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa, có nhiều mâu thuẫn nảy sinh. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ, bạn cần phải bình tĩnh để không mắc sai lầm. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc, bạn nên nhớ mình là ai nhé. Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Tử vi tuổi thân thứ 3 ngày 15 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ 3 này đối với bạn tuổi thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thân, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tương hội. Cái điều này báo hiệu cho bạn tuổi thân có được tin vui ùn ùn kéo về nhé. Có thể ngày này với bạn tuổi thân sẽ đi đến cái quyết định hôn nhân với người ấy sau bao nhiêu cái thời gian chờ đợi với bạn. Tình cảm sau bao thử thách cũng đã chứng minh được rằng cái sự chân thành của tình yêu đích thực có thể chiến thắng được tất cả. Bạn tuổi thân, bạn hãy nhớ rằng cần phải bao dung và tha thứ cho người ấy, chứ đừng có cố chấp dù chỉ là cái chuyện nhỏ nhặt, bạn tuổi thân nhé. Ngày này với bạn tuổi thân, bạn cũng đang có được chính tài ở bên, cho nên bạn mệnh tuổi thân có được cái nguồn thu nhập khá chi là vững vàng, không cần phải lo lắng về cái chuyện tiền bạc với mình nữa đâu. Bạn mệnh làm việc khá chi là tốt nên có được cái sự đền đáp xứng đáng, cũng không có gì phải là cái chuyện lạ với bạn nữa nhé. Trong ngày này với bạn tuổi thân, bạn có được cái báo hiệu xuất hành thì được thuận lợi, có được quý nhân giúp đỡ, gồm sao Thiên Quý, âm đức sao cát sống, đại cát hộ trì cho bạn. Bên cạnh đó, Khiêu Khổng Minh ngày 28 tháng 7 năm Canh Tí này, ngày này là ngày thuần dương, xuất hành cũng tốt, lúc về cũng tốt, được quý nhân giúp đỡ nữa, bạn tuổi thân nhé. Và tử vi tuổi Giáp Thân thuộc thủy, tin vui báo về. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc hỏa, tình cảm được như ý. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc thổ, chuyện mừng sắp tới. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mộc, tiền bạc được dồi dào. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc kim, thu nhập được vững vàng. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng. Quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ 3 ngày 15 tháng 9 năm 2020.
cái vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn phải trải qua một ngày khá chi là ảm đạm, khá chi là buồn khi mà người ấy chẳng thể nào hiểu cho những cái điều bạn muốn nói được. Ngày này với bạn tuổi Dậu, bạn đang gặp ngày Dậu Dậu tự hình, có nhiều cái vấn đề phát sinh giữa hai người, nhưng bạn tuổi Dậu bạn lại chọn cái cách chịu đựng thay vì thẳng thắn nói ra luận. Với bạn tuổi Dậu, bạn đang có cái sự ấm ức dồn nén lâu ngày khiến cho đối phương chẳng thể nào hiểu nổi tại sao chỉ là một cái chuyện nhỏ như vậy có thể khiến cho bạn tuổi Dậu lại có thể bùng nổ nhá. Cái thái độ thờ ơ hờ hững của người ấy càng khiến cho bạn tuổi Dậu cảm thấy chán nản cùng cực nữa luận. Nhưng trong cái ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Dậu, ngày này bạn lại đang có được thiên tài ở bên. Có lẽ trong ngày hôm nay với bạn tuổi Dậu, bạn nên bình tâm trở lại, dành thời gian để chăm chỉ kiếm tiền hơn. Đừng có buồn mãi, làm gì cái nỗi buồn rồi cũng sẽ qua. Bạn hãy học cách nhìn đời theo cái hướng tích cực hơn bạn tuổi Dậu nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, tình cảm không như ý. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, mâu thuẫn bùng nổ. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, thiếu thấu hiểu và chia sẻ. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, tài lộc đến gần. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, cần phải hành động. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường màu bạc, màu vàng. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ ba ngày 15 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất, bạn đang tự đẩy mình vào cái thế khó khi hứa hẹn những cái điều mình không thể làm được. Ngày này với bạn tuổi Tuất, bạn đang gặp ngày Tuất Dậu thương hại, thất hứa có thể gây ra những cái hậu quả nghiêm trọng hơn bạn tưởng tượng rất chi là nhiều bạn tuổi Tuất nhé. Trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tuất, có thể bạn sẽ mệt mỏi vô cùng khi cứ cố rướn mình để tuân thủ theo cái lời hứa. Nhưng nếu như bạn phản lại, nuốt lời thì có thể cái chuyện tình cảm vừa mới chớm nở của bạn sẽ tàn úa ngay lập tức. Và trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tuất, ngày này bạn lại đang gặp ngày có thương quan nhập mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tuất nên phải có cái thái độ đúng mực với những người xung quanh mình nhé. Nếu như bạn biết mình là ai thì đừng có vội lên mặt tự cao tự đại, kẹo lại đánh mất đi cái hình ảnh đẹp trong mắt mọi người nữa. Trong ngày thứ ba này, bạn tuổi Tuất xuất hành đi xa cũng không được thuận lợi. Bạn đang có cái điềm báo, có cái sự va chạm, cãi cọ, tai nạn bất ngờ có thể xảy ra đó nhá. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, tình cảm không như ý. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, nhiều chuyện hiểu lầm. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, tự mình hứa hẹn. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, không lượng sức mình. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, đẩy bản thân vào thế bí đột. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu. Quý nhân phù trợ tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ ba ngày 15 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Hợi, bạn đang gặp ngày có chính quan nhập mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Hợi, bạn biết cách vận dụng các mối quan hệ xung quanh mình để xử lý những cái rắc rối nảy sinh trong công việc của mình nữa rồi nhé. Và bạn tuổi Hợi, bạn không để cho bản thân mình rơi vào cái ngõ cụt nữa luôn.
Trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Hợi á, ngày này bạn cũng đang gặp ngày có kim dược cho thủy, cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Hợi cũng rất chi là tốt đẹp. Con đường tình duyên của bạn khá chi là tốt, bạn mệnh đang được người ấy dành cho tình cảm dạt dào, dường như bạn đã tìm đúng người yêu thương mình rồi đó bạn tuổi Hợi nhé. Ngày này vợ chồng hòa thuận ấm êm, có những cái chuyện tưởng chừng sẽ gây mâu thuẫn, nhưng bạn biết cách kiềm chế bản thân mình để không xảy ra cái sự việc đáng tiếc. Đôi bên cùng nhường nhịn lẫn nhau, thông cảm với nhau và cảm thấy rất chi là hạnh phúc nữa rồi. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, tình yêu 9 tháng. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, có những suy nghĩ tính tốt. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, công việc hanh thông. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, đường tình duyên được khởi sắc. Tử vi tuổi Hợi, Quý Hợi thuộc thủy, đào hoa nở rộ. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.